giả mạo cảnh sát giao thông gọi điện lừa đảo. Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phát đi cảnh báo liên quan tới các đối tượng lừa đảo giả danh cảnh sát giao thông gọi điện tới người dân, yêu cầu cung cấp thông tin định danh biển số, xác thực một số nội dung. Sau khi có được các thông tin cần thiết sẽ thực hiện các thủ thuật lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thời gian gần đây, công an tỉnh Thanh Hóa nhận được phản ánh của một số người dân về việc có các đối tượng giả mạo lực lượng cảnh sát giao thông gọi điện, yêu cầu người dân cung cấp thông tin để làm định danh biển số, xác thực thông tin phương tiện Ngày mùng 5 tháng 7, anh L sinh năm 1975, chú thôn Phượng Ngô 1, xã Hoàng Lưu, Hoàng Hóa, nhận được cuộc gọi từ các số điện thoại 0837 405 388, 0948 157 282 xưng là cán bộ công an huyện Hoàng Hóa và yêu cầu anh lập mang theo CCCD, bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe đến tầng 2, trụ sở công an huyện Hoàng Hóa để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ xe ô tô. Vào ngày 27 tháng 8, anh hát cư trú tại khu phố 1, Thị trấn Yên Cát nhận được cuộc gọi từ các số điện thoại 038-555-172-359 và 0822-860-295 xưng là cán bộ công an thị trấn Yên Cát gọi điện thông báo số định danh cá nhân bị lỗi. Thông tin xe ô tô Anh Hợi đã bán cách đây 2 năm bị sai yêu cầu Anh Hợi cung cấp thông tin cá nhân và các loại thông tin liên quan đến mua bán xe để xác thực. Tiếp đó, ngày 3 tháng 10, Anh Hát, sinh năm 1985, ở thôn 5, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa nhận được cuộc gọi từ số máy 0946 726 153 tự xưng là Hải. Công an giao thông công an huyện Vĩnh Lộc yêu cầu anh Cường đồng bộ thông tin biển số xe định danh. Do thường xuyên theo dõi, tìm hiểu và tiếp thu tuyên truyền về những thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, các công dân trên đã cảnh giác, nghi ngờ vụ việc sau đó đã liên lạc nhờ công an xã xác minh nên không sập bẫy của các đối tượng lừa đảo. Qua xác minh, đây đều là các cuộc gọi mạo danh nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân của công dân nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Người dân cần nhận diện các dấu hiệu chung của các cuộc gọi mạo danh cảnh sát giao thông yêu cầu người dân cung cấp thông tin để làm biển số định danh như sau, đối tượng mạo danh gọi điện đến cho công dân, giới thiệu là cán bộ đăng ký xe của phòng cảnh sát giao thông và yêu cầu công dân cung cấp các thông tin cá nhân và mang giấy tờ đến phòng cảnh sát giao thông để làm thủ tục định danh biển số xe. Sau đó chúng sẽ gợi ý có thể trực tuyến, sau đó sẽ gửi những đường link chứa mã độc để đánh cắp thông tin của công dân và chiếm đoạt tài sản. Người dân cần cảnh giác không cung cấp thông tin hay làm theo yêu cầu của các đối tượng liên hệ qua điện thoại. Và mọi thắc mắc hay hãy liên hệ trực tiếp tới trụ sở công an gần nhất hoặc gọi điện đến đường dây nóng 02373.725.725 để được hướng dẫn và giải đáp. Lộ đường dây mua bán hàng tấn cyanua sau cái chết của người phụ nữ